Israel đã tăng cường tình trạng sẵn sàng của lực lượng phòng không và huy động binh sĩ dự bị tham gia nhiệm vụ để đề phòng Iran tấn công đáp trả sau vụ không kích tòa nhà ngoại giao ở Syria. Trước đó, vụ không kích của Israel hôm 1 tháng 4 làm đổ sập tòa nhà lãnh sự kế bên đại sứ quán Iran tại Damascus của Syria, khiến 13 người thiệt mạng. Trong số đó có 7 thành viên vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC, gồm 2 chỉ huy cấp cao thuộc lực lượng đặc nhiệm ở nước ngoài Quds của IRGC là chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi và cấp phó Mohammad Hadi Haji Rahimi, cùng ít nhất một thành viên Hezbollah. Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả, làm dấy lên lo ngại tại Israel về khả năng bị tấn công. Hãng truyền thông Channel 12 của Israel đưa tin nước này đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước phản ứng từ Iran. Quân đội Israel cho biết đã củng cố lực lượng phòng không và huy động binh sĩ dự bị sau đánh giá an ninh mới nhất. Nhiều quả rocket đã được Hezbollah phóng từ Liban sang Israel từ sau vụ không kích hôm 1 tháng 4. Phía Israel lo ngại Iran sẽ tấn công trực tiếp từ lãnh thổ nước này thay vì thông qua các nhóm vũ trang ủy nhiệm. Theo tờ The Times of Israel, nếu Iran phản ứng thông qua một nhóm ủy nhiệm, Israel có thể chấp nhận và để cho vòng xung đột này dần nguội đi. Tuy nhiên, một cuộc tấn công từ lãnh thổ Iran có khả năng sẽ buộc Israel phải đáp trả mạnh mẽ, nguy cơ khiến căng thẳng leo thang thêm. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Iran khai hỏa trực tiếp vào Israel, cựu lãnh đạo Tổng cục Tình báo quân sự Israel Amos Yadlin nói với Channel 12. Ông dẫn chứng rằng cuộc tấn công tên lửa của Iran sang Pakistan hồi tháng 1 đã tạo tiền lệ cho một hành động như trên. Chúng ta cần chuẩn bị và sẵn sàng cho mọi tình huống và mọi mối đe dọa, chống lại các kẻ thù ở gần lẫn xa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu tại một cuộc diễn tập sẵn sàng chiến đấu ở Haifa trong ngày 3 tháng 4. Một số quan chức và chuyên gia về Trung Đông dự đoán Iran có thể tấn công lợi ích của Israel như nhắm vào các đại sứ quán hoặc cơ sở của người Do Thái. Mặt khác, nước này cũng có thể phản ứng bằng cách đẩy nhanh chương trình hạt nhân. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.